Con gái cố diễn viên Mai Phương hiện giờ sống cùng ai và ra sao? Mặc dù đã ra đi được một thời gian nhưng nữ diễn viên Mai Phương vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Hiện nay, bé La Vi, con gái của cô đang sống chung với Bảo Mẫu. Người chăm sóc con gái Mai Phương vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bé trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Mẫu của bé La Vi đã đăng tải hình ảnh vi vu du lịch Đà Lạt cùng thế lực nhí. Bye Sài Gòn nhé! Đà Lạt đón cô cháu mình nhé! mình đi chơi ngoan rồi về tăng tốc thì cho thật tốt nhé. Nữ bảo mẫu viết. Chỉ qua dòng chú thích đó thôi cũng thấy rõ tình cảm của bảo mẫu với bé La Vi. Khoảnh khắc hai cô cháu tươi tắn, vui vẻ đi du lịch nhận được báo tin từ cộng đồng mạng. Ngoài ra, người hâm mộ cũng dành lời khen cho bé La Vi. Nay đã lớn phổng phao và ngày càng có vẻ ngoài giống mẹ. Trước đó, những hình ảnh xinh xắn và đáng yêu của bé La Vi khi làm mẫu ảnh đã khiến dân mạng xôn xao thích thú hai bảo mẫu đang chăm sóc cho La Vi cũng đã ở bên bé từ khi còn nhỏ. Cả hai luôn quan tâm, dạy dỗ La Vi như con đẻ, lo cho bé từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học chính khóa, ngoại khóa. Dưới sự bảo bọc của bảo mẫu, con gái Mai Phương có cuộc sống đầy đủ và hoạt bát, vui vẻ, dần nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ. Bé La Vi có tên thật Phùng Ngọc Thiên Như, hiện 9 tuổi, là trái ngọt tình yêu của cô diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Hai năm kể từ khi diễn viên Mai Phương qua đời, bé la vi vẫn sống ở việt nam cùng bảo mẫu chờ ngày cha đón sang mỹ đoàn tụ